Nhà sản xuất PC HP cho biết công ty đã có kế hoạch thanh lọc nhân viên trong vòng 3 năm tới với số lượng lên đến 6.000 người. Tuy nhiên, HP không sa thải cùng một lúc mà sẽ tái cơ cấu lại theo từng giai đoạn. HP hiện có khoảng 61.000 nhân viên, điều này có nghĩa số lượng nhân viên mất việc chiếm khoảng 10%. Theo công ty, việc cắt giảm nhân sự sẽ giúp họ tiết kiệm được 1,4 tỷ đô la Mỹ hàng năm cho đến năm 2025. CEO của HP tin rằng kế hoạch này sẽ cho phép họ phục vụ khách hàng tốt hơn và thúc đẩy việc tạo ra giá trị lâu dài bằng cách giảm chi phí và tái đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng quan trọng, từ đó giúp định vị hoạt động của công ty trong tương lai. Kế hoạch thanh lọc nhân viên của HP diễn ra trong bối cảnh làn sóng các công ty công nghệ Mỹ tiến hành sa thải hàng loạt nhân sự. Twitter mở màn tháng 11 bằng việc cắt giảm một nửa trong số 7.500 nhân sự. Tiếp đó, Meta tuyên bố cho 11.000 người nghỉ việc vì tình trạng dư thừa lao động. Amazon cũng sa thải 10.000 nhân viên dù đang trong mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Hàng loạt công ty công nghệ khác cũng đã đóng băng tuyển dụng và không còn mạnh tay chi tiêu như trước.